quá mọi người ơi. Xe lửa đi đoàn dài vậy đó, khoảng khoảng 150 toa ha mọi người ha. Thì xe lửa bên đây nó cũng vậy đó. Khi mà mình đi qua cái cầu này á thì nó sẽ qua cái băng khác ha. Ở đây thì chim này tùm lum hết. Nếu mà ở Việt Nam thì ở đây có thể là có quán nhậu chim ha. Rồi mấy con chim này sẽ mất hết. Cảm ơn mọi người.